Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm chú chó Cute. Các bạn chờ đón xem nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bò sữa, chú bò sữa nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm voi rừng, các bạn xem sản phẩm voi rừng nha. Vậy là bấm được để tốt xong nha các bạn. Các bạn đăng ký like và đăng ký kênh của mình nha. Các bạn rất nhiều. Các bạn cũng vậy, nếu như các bạn đăng ký like và đăng ký kênh của mình nha. Như vậy là sản phẩm có đẹp cho kem, mình sẽ tốt xong các bạn. Như vậy sản phẩm voi rừng của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Các bạn thấy mình tô đẹp không? Rất chi tuyệt vời đúng không? Màu vàng mình đã tô. Sản phẩm chú chó Cute của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm bò sữa, chú bò sữa của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con cáo, các bạn cùng chờ đón xem nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu gang tay này, một chiếc một đôi gang tay rất chi đẹp này. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm theo đó các bạn hãy chờ đón nha. Nếu vừa được các bạn thấy đẹp không? Nếu
là cái thành mai tại vì kết nối là tầm tháo là cái bình đến ngày mai cẩn thận rơi vừa thôi rơi hỏng đấy. Xin chào các bạn nhé. Đây là sản phẩm Hải Ly, sản phẩm ngày hôm nay sẽ tốt. Các bạn cùng xem nha. Con nhím này các bạn cùng xem nha. Đây là con đấy xem chưa nó bị lên à. Như vậy là sản phẩm găng tay của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình lượt like. Mình cảm ơn các bạn. Sản phẩm con cáo của mình đây. Các bạn thấy mình tô có đẹp không? Mình đã tô màu xanh này và màu cam. Hai màu của mình hòa quyện với nhau. Nó tạo thành con cáo hai màu. Còn đây là con heo đất nha các bạn ơi. Mình tô rất chi đẹp này. Đây, xin chào tất cả các bạn.